Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay 24 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tình hình tại giàn khoan 981 tiếp tục căng thẳng khi ngày hôm nay các tàu Trung Quốc tiếp tục ngăn cản lực lượng chấp pháp của chúng ta và đã làm bị thương 3 kiểm ngư viên. Nắng nóng trên diện rộng và đạt đỉnh điểm trong những ngày qua đã đặt nhiều cánh rừng ở 12 tỉnh thành trước nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước có khả năng xét nghiệm cúm AH7N9 và sởi. Và trong phần tin quốc tế, 2 ngày sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đã tiến hành đảo chính và gây sức ép với chính phủ, cuộc sống tại Thái Lan đã bớt căng thẳng. Rực rỡ lễ hội ánh sáng tại Sydney, Australia. Mở đầu chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất tại khu vực phía nam đảo Chi Tôn, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hôm nay lực lượng của ta đã tiến gần hơn giàn khoan 981. Tuy nhiên thiệt hại về người và vật chất cũng nhiều hơn, trong đó 3 kiểm ngư viên đã bị thương. Hôm nay, lực lượng của Việt Nam không có sự thay đổi, trong khi Trung Quốc tăng thêm 5 tàu, nâng tổng số lên 127 tàu, gồm 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá, 1 tàu chiến. Cùng với đó là 4 máy bay, bay nhiều vòng trên khu vực lực lượng tàu Việt Nam, hoạt động ở tầm cao từ 300 đến 500 mét. Hôm nay, tàu hộ vệ tên lửa đã được Trung Quốc đưa ra cách xa giàn khoan, neo ở phía đông nam đảo Chi Tôn và được ẩn giấu kỹ hơn trước. Hôm nay, tàu hải cảnh Hải Giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc gia tăng tốc độ ngăn cản và phạm vi ngăn cản lực lượng chấp pháp của ta hơn những ngày trước. Lực lượng của ta kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan ở khoảng cách 5,5 đến 6,5 hải lý để tuyên truyền, có lúc đã áp sát giàn khoan ở khoảng cách 3,7 hải lý. Hôm qua khoảng cách này là hơn 4 hải lý. Do bị đâm va và cản phá quyết liệt nên 4 tàu chấp pháp của Việt Nam bị hỏng trang thiết bị ngay nhìn, anten, phần vỏ bị móc méo, 3 kiểm ngư viên bị thương. Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đã phản ứng mạnh và nguy hiểm hơn khi ta tiến sâu vào khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, lực lượng của ta vẫn quyết liệt đấu tranh để tiếp cận giàn khoan gần hơn, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Châu bản triều Nguyễn được hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của các vương triều nhà Nguyễn, phản ánh toàn bộ đời sống của xã hội Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ 19 đến gần giữa thế kỷ 20. Việc châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu vào giữa tháng 5 vừa qua, càng khẳng định rõ ràng chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Đây là hai tờ châu bản mà nhà sử học Phan Thuận An ở Thừa Thiên Huế vẫn còn lưu giữ. Được ban hành vào tháng 2 năm 1939, tờ châu bản có bút tích rõ ràng về việc ban thưởng cho cá nhân và đơn vị có công trong việc giữ gìn quần đảo Hoàng Sa. Trong đó, tờ châu bản thứ nhất đề cập đến việc truy tặng huân chương Long Tinh của Nam Triều cho cai đội người Pháp là Louis Phanton, công tác tại Hoàng Sa, vừa qua đời tại nhà thương Huế do sốt ác tính. Tờ châu bản thứ hai có nội dung, tòa khâm sứ Trung Kỳ đề nghị Nam Triều tặng huy chương Long Tinh cho đơn vị lính Khố Xanh vì đã có công trong việc dẹp loạn Man Di ở miền núi và lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa. Tờ châu bản liên quan đến biển đảo Việt Nam, đó Hoàng Sa. Thì đây là một sự đóng góp nhỏ nhoi thôi vào trong cái sự nghiệp chung. Hai tờ châu bản của gia đình nhà nghiên cứu Phan Thuận An nằm trong số gần 200.000 tờ tài liệu của khối châu bản triều Nguyễn đồ sộ, gồm 735 tập đang được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Với những giá trị đặc sắc là tính xác thực, độc đáo, duy nhất, chứa đựng những thông tin phong phú, phản ánh khá toàn diện mọi mặt các vấn đề của xã hội dưới triều Nguyễn. Châu bản triều Nguyễn mới đây đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản tư liệu chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong số châu bản triều Nguyễn thì có một số tờ châu bản đã khẳng định rất rõ ràng chủ quyền của Việt Nam với vùng biển đảo, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa và các cái vùng lãnh thổ từ phía Bắc đến phía Nam, từ phía Đông qua phía Tây của Tổ quốc. Châu bản được công nhận là di sản tư liệu vào ngày 14 tháng 5 vừa qua.
đúng vào thời điểm Trung Quốc gia tăng các hoạt động trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại có một ý nghĩa rất lớn khi quốc tế thêm một lần nữa khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Sáng nay tại đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chùa Vĩnh Ân tổ chức đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hùng binh năm xưa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa. Đại lễ thu hút hàng ngàn tăng ni Phật tử đến từ mọi miền của đất nước tham dự. Đây là một hoạt động văn hóa đầy tính nhân văn sâu sắc của Phật giáo, gắn liền với văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, hướng về những anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân. Đồng thời, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người đồng tâm, đoàn kết, hòa hợp cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam phát triển. Tại lễ cầu siêu, các tăng ni Phật tử lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981, thực hiện các cam kết theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ phóng sinh, lễ rước linh thần các vị anh hùng liệt sĩ, hùng binh Hoàng Sa. Dịp này, nhiều doanh nghiệp trong nước còn trao tặng quà cho những người nghèo, hỗ trợ tiền cho các ngư dân Lý Sơn bị nạn trên biển và cầu tổ quốc cho nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh và An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chi ngân sách 3,9 tỷ đồng hỗ trợ 100% thiệt hại cho 32 doanh nghiệp do bị nhiều kẻ xấu đập phá nhân danh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép 981 ra vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn có 32 doanh nghiệp bị thiệt hại về cơ sở vật chất, tập trung tại khu chế xuất Linh Trung 1 và 2, khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Ngoài ra có 124 doanh nghiệp lo sợ tình hình bất ổn đã cho công nhân tạm nghỉ sản xuất từ 1 đến 3 ngày, ảnh hưởng đến nhiều hợp đồng đã ký nhưng chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chi ngân sách 3,9 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị này khắc phục hậu quả, đồng thời thành lập tổ công tác tiến hành rà soát, nắm thêm tình hình thiệt hại để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh ngay trong tuần này. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng trực 24/24 để giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Cục thuế thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế với những doanh nghiệp bị thiệt hại. Chuyển sang những thông tin về tình hình nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Chuỗi hơn 20 ngày khô hạn liên tục không mưa, độ ẩm giảm xuống chỉ còn dưới 40%, kết hợp với những ngày nắng nóng lên đến đỉnh điểm, có nơi lên tới 40 độ, đã đẩy nhiều cánh rừng ở Bắc và Trung Bộ vào nguy cơ cháy rừng cấp 5. Theo thông báo mới nhất của Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày hôm nay thì đã có 12 tỉnh thành cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể, tại Bắc Bộ bao gồm các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và toàn tỉnh Bắc Cạn. Trung Bộ bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và toàn thành phố Đà Nẵng. Theo các chuyên gia, các địa phương nói trên đã phải hứng chịu tình hình nắng nóng và khô hạn kéo dài, nhiều ngày liên tục không mưa hoặc có mưa rào dưới 5mm, thực bì và vật liệu cháy ở các khu rừng đang trong tình trạng khô kiệt, độ ẩm dưới 40%, nếu xảy ra cháy rừng sẽ có nguy cơ cháy lớn và lan tràn nhanh. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là nắng nóng sẽ chấm dứt tại Bắc Bộ từ ngày mai và tại Trung Bộ từ ngày kia. Khối khí mát từ phía Bắc tăng cường xuống sẽ làm nhiệt độ giảm xuống 3-4 độ, cao nhất trong ngày dao động từ 33-36 độ. Đặc biệt, nó sẽ gây ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng trong miền Bắc và miền Trung. Trong thời điểm này, đó là những cơn mưa vàng quý giá, tươi mát cho những cánh rừng khô hạn tại khu vực. Hà Tĩnh là một trong những chảo lửa ở miền Trung vào thời điểm này, khi mà nền nhiệt độ ngoài trời luôn xấp xỉ 40 độ. Không những thế, do gió Lào thổi mạnh, trời hanh khô nên nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Và trước tình hình đó thì công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là những diện tích rừng có giá trị lớn ở vườn quốc gia Vũ Quang càng được chú trọng. Biển cảnh báo cháy rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang tăng thêm một cấp cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ rừng khó khăn hơn. Hiện 34.000 hecta rừng đặc dụng đang phải đối mặt với nắng nóng kéo dài, nguy cơ bùng cháy là rất cao. Địa hình rộng, thảm thực bì dày nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vườn quốc gia tại thời điểm này thì thời tiết rất nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng rất cao, đến cấp số 5 rồi. Do đó việc đầu tiên của vườn là vẫn tiếp tục công tác tuyên truyền cho nhân dân ở trong địa bàn
hiểu được tầm quan trọng của rừng và tác hại của cái việc cháy rừng. Vũ Quang là huyện miền núi diện tích rừng nhiều, đời sống nhân dân còn nghèo, nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng của người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền được ngành kiểm lâm, các cấp chính quyền và các chủ rừng đặc biệt quan tâm. Những buổi tuyên truyền đến tận thôn xóm như thế này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Về cái mùa nắng này thì cứ thay phiên nhau, nếu như phát hiện cháy thì cả cái hộ dân tập trung vào để dập tắt kịp thời. Để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả, huyện Vũ Quang đã thành lập ban chỉ đạo, các tổ đội xung kích, chia ra các cụm xã để có sự hỗ trợ lẫn nhau trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra, ngăn chặn người dân mang lửa vào rừng. Là những ngày nắng nóng nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5 thì tăng cường là trực gác ở các cái chốt cánh để phát hiện sớm các cái đám cháy để như vậy tổ chức lực lượng cứu chữa. Mùa hè năm nay được dự báo là nóng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Những cánh rừng sẽ bị thiêu đốt nếu không có sự ứng phó kịp thời, chủ động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia và chính quyền địa phương. Những ngày qua thì nắng nóng liên tục diễn ra tại Đà Nẵng. Nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa luôn ở mức 38-39 độ, đã khiến người dân ở đây phải tìm các bóng râm ven sông để tránh nắng. Buổi chiều thì lượng người ra biển giải nhiệt cũng tăng đáng kể so với mùa hè những năm trước, ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là những hình ảnh quen thuộc tại các gầm cầu dọc sông Hàn, thành phố Đà Nẵng gần 2 tuần nay. Nắng nóng liên tục, nhiệt độ luôn ở mức 38-39 độ C đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là các hộ dân không có điều kiện lắp đặt điều hòa ở nhà, phải mang giường xếp, chiếu đến các bóng râm ở gầm cầu để tránh không khí oi bức trong nhà. Tìm ra những cái góc cào như thế này, họ núp mát và họ rất là thoáng mát, kể cả vợ chồng. Dài nữa nhưng mà cũng ra ngồi, ví dụ đem máy chơi nước ra ngồi uống và coi như là để sau những cái giờ mệt nhọc trong buổi trưa rồi sau giờ 1 giờ đến 1 rưỡi là bắt đầu tiếp tục công việc, nó vẫn có sức khỏe. Chung là nóng hơn năm ngoái nhiều. Dạ. Mấy năm là em là không có ra cào đi ngồi ra mà thấy năm nay nóng với lại có con nhỏ nữa, cháu hay sốt này kia đó. Để ra đây cho nó giải nhiệt bớt. Ngoài gầm cầu, một cách giải nhiệt khác được nhiều người dân Đà Nẵng lựa chọn, đó là tắm biển. Bãi biển Nguyễn Tất Thành và Mỹ Khê Đà Nẵng luôn chật kín người dân vào các buổi chiều. Những bãi tắm công cộng, bãi giữ xe và điểm tắm nước ngọt luôn ở trong tình trạng quá tải suốt 2 tuần qua. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, với tình hình thời tiết nắng nóng trong thời gian qua, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các bãi biển, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển, lực lượng cứu hộ ở các bãi tắm đã được tăng cường và triển khai lực lượng cứu hộ túc trực cho đến khi hết khách tắm biển. Nắng nóng thì gần 40 độ, thành ra là người dân thành phố Đà Nẵng thì đổ xô ra biển để tìm cái không khí mát dịu và tắm biển. Thì để mà với lượng khách mà tăng đột biến như vậy thì để mà đảm bảo được cái công tác an ninh, an toàn và môi trường thì ban lý riêng về công tác cứu hộ thì ban lý có một số biện pháp như là yêu cầu các anh em lực lượng cứu hộ của ban là trực chiến 100%, không được nghỉ bù. Và điều nữa thì cái tuyên truyền trên cái hệ thống loa thanh là luôn luôn là yêu cầu bà con và du khách tắm biển thì tắm vào những cái khu vực mà có cứu hộ trực, có trạm gác cứu hộ. Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, đợt nắng nóng đang diễn ra cũng đe dọa đến tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác bảo vệ rừng tại Đà Nẵng. Trong tuần qua, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã hai lần liên tiếp đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn ở mức 5, tức là mức cực kỳ nguy hiểm. Vừa qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế về chức vụ và ma túy, công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện tại khu vườn của doanh nghiệp tư nhân Nông Lâm Phú Quý trồng trái phép hàng trăm cây cần sa. Khu vườn này nằm sát bìa rừng, cách xa trung tâm xã Hàm Ninh và tương đối hẻo lánh. Lực lượng chức năng đã phát hiện có hàng trăm giống cây lạ trồng xen kẽ trong vườn xoài. Sau một thời gian điều tra, phát hiện đây chính là cây cần sa. Theo lời khai của ông Phan Thành Long, người quản lý trực tiếp khu vườn, cách đây 4 tháng nhận ươm trồng, chăm sóc cây này từ nguồn cung cấp của một người dân ở thành phố Cần Thơ. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 527 cây cần sa, tương đương khoảng 38 kg cần sa tươi.
Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế về chức vụ và ma túy, công an huyện Phú Quốc đã thu giữ tang vật để tiêu hủy, đồng thời tạm giữ đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết trên địa bàn thành phố hiện ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bị chó mắc bệnh dại cắn. Và theo nhận định của Bộ Y tế, bệnh dại có thể gia tăng vào mùa hè do các ổ dịch dại trên đàn chó bùng phát trong thời gian này. Hai trường hợp này là người dân ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Cả hai trường hợp này sau khi bị chó cắn chủ quan không đi tiêm phòng, nên khi phát bệnh dại, lên cơn không thể cứu chữa được. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn từ năm 2013 đến nay là điểm nóng của dịch dại. Tháng 8 năm 2013, xã này từng là địa bàn xuất hiện những con chó lạ tấn công người, gây hoang mang trong cộng đồng. Đây là một xã đông dân cư, mỗi gia đình đều nuôi từ 3 con chó mèo trở lên. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó mới chỉ đạt 23%. Tình trạng thả rông chó ra đường ở Sóc Sơn nói riêng và huyện Ngoại Thành diễn ra phổ biến. Để chủ động phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý chặt chẽ đàn chó mèo trên địa bàn, đồng thời bố trí kinh phí mua bổ sung vaccine dại tiêm phòng cho 100% đàn chó mèo để ngăn chặn bệnh dại, cung ứng đủ vaccine, huyết thanh kháng dại để tiêm phòng dại đối với những người bị chó mèo nghi mắc bệnh dại cắn, đảm bảo chỉ định tiêm phòng dại cho tất cả những người bị nghi chó mèo nghi dại cắn. Trong công tác phòng chống dịch bệnh thì việc thực hiện các xét nghiệm để xác định phân lập chủng virus đóng vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả phòng dịch. Việt Nam là một quốc gia quanh năm bị bủa vây bởi các loại dịch bệnh, nhưng công việc quan trọng này đang đổ dồn hết về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur ở các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Nguyên và một vài bệnh viện lớn. Hiện nay thì trong số 63 tỉnh thành chỉ có duy nhất một địa phương có hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, có thể xét nghiệm được các loại dịch bệnh như là sởi, thủy đậu, tay chân miệng, các loại cúm như là H1N1, H5N1, H7N9. Đó chính là phòng thí nghiệm của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh. Một mẫu bệnh phẩm lấy từ người có thân nhiệt cao tại cửa khẩu Móng Cái đang được chuyển vào phòng xét nghiệm. Sau vài phút làm thủ tục nhận mẫu, nhân viên y tế ở đây ngay lập tức tiến hành phân tích để chẩn đoán H7N9. Thời gian chờ kết quả được rút ngắn nhiều lần so với việc chuyển mẫu về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. Trước khi chúng tôi chưa làm được cái xét nghiệm virus cúm H7N9 ấy, thì các mẫu xét nghiệm nghĩ đến cúm ấy, thì đều lấy mẫu về Trung tâm Dự phòng và chuyển lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Vì nó mất rất nhiều thời gian, sau phải từ đến 3 đến 4 ngày thì mới kết quả. Thế từ khi mà Trung tâm Dự phòng có thể xét nghiệm được có khả năng xét nghiệm được cái chủng virus cúm H7N9 thì sau khi chúng tôi nhận được mẫu thì trong vòng khoảng 12 tiếng đồng hồ thì sau khi các kỹ thuật viên chúng tôi xét nghiệm thì chúng tôi có thể có kết quả sơ bộ. Từ năm 2009, hệ thống phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế này đã đi vào hoạt động đồng bộ dưới sự đầu tư của Ngân hàng Phát triển Châu Á với số vốn gần 100 tỷ đồng. Hiện nay, hệ thống này có thể tự xét nghiệm được các loại dịch bệnh như sởi, thủy đậu, tay chân miệng, các loại cúm như H1N1, H5N1 và thời gian gần đây là H7N9. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xuống để đào tạo cho cán bộ xét nghiệm của Trung tâm Y tế phòng có thể xét nghiệm được cái cúm H7N9. Tương tự đối với dịch sởi, nếu các địa phương khác ở miền Bắc phải bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và phải chờ vài ngày mới có kết quả, thì ở tỉnh Quảng Ninh, chỉ sau 4 tiếng, người bệnh đã có câu trả lời. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi ngay cả nhân viên y tế vẫn chưa thể phân biệt được đâu là phát ban do rubella, đâu là phát ban do sởi. Phân biệt giữa chính xác giữa cái sởi và cái rubella hoặc là sốt dị ứng và hoặc sốt phát ban do các nguyên nhân khác. Thế thì chúng tôi chẩn đoán sởi này cũng đáp ứng tốt cho công tác điều trị cho bệnh nhân rất là sớm. Hiện nay, mỗi ngày khoa xét nghiệm này vẫn tiếp nhận hàng chục mẫu bệnh phẩm nghi sởi gửi về. Khi được chẩn đoán sớm, bệnh nhân sẽ được điều trị sớm theo đúng phác đồ. Có lẽ nhờ vậy
mà Quảng Ninh là một trong những địa phương hiếm hoi ở miền Bắc có ít ca sởi biến chứng nặng hay tử vong. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin cho biết là dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng công an khu tự trị Tân Cương đã phá án thành công vụ tấn công khủng bố tại một khu chợ ở thành phố Urumqi vào sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, làm 39 người chết và 94 người bị thương. Theo kết quả điều tra, thì nhóm thực hiện vụ khủng bố bạo lực nói trên gồm 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng đã chết tại chỗ do thiết bị nổ. Đối tượng còn lại tham gia vài kế hoạch tấn công cũng đã bị bắt tại Ba Châu, Tân Cương vào tối ngày 22 tháng 5. Các phần tử khủng bố thiệt mạng khi thực hiện vụ nổ trên đã được xác định danh tính bằng ADN. Kết quả điều tra cũng cho biết là cả 5 phần tử khủng bố nói trên đều là người huyện Bì Sơn, Tân Cương, bị ảnh hưởng lâu dài bởi tư tưởng cực đoan tôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo phi pháp, thường xuyên nghe và xem các chế phẩm tuyên truyền khủng bố bạo lực. Đến cuối năm 2013, đã bước đầu hình thành nhóm khủng bố gồm 5 phần tử này. Hai ngày sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đã tiến hành đảo chính, tiếp đó là bắt giữ cựu thủ tướng Dinglak Sinawat cùng các thành viên trong gia đình và một số quan chức chính phủ. Dư luận quốc tế lên án gay gắt hành động này. Tuy nhiên, nhiều người dân Thái Lan lại đã quá quen với việc này. Cuộc đảo chính phi vũ lực gần như là không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Mọi hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay, ngày 24 tháng 5, đường phố Bangkok vẫn nhộn nhịp người đi và phương tiện giao thông. Tại các khu chợ lớn ở thủ đô, các hoạt động giao thương vẫn diễn ra bình thường. Đối với người dân Thái Lan, có vẻ như cuộc đảo chính này chẳng phải là điều gì bất thường, bởi trong vòng 80 năm qua, quân đội nước này đã 12 lần tiến hành đảo chính thành công. Tôi không ngạc nhiên với sự thay đổi chính trị này. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn như vậy, chúng tôi vẫn đi làm và đi chơi bình thường. Cuộc sống của tôi không hề bị xáo trộn. Tôi chỉ thấy khác là đến giờ giới nghiêm, các tuyến phố và quảng trường trở nên vắng vẻ hơn thôi. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Các đài truyền hình và phát thanh bị kiểm soát chặt chẽ, tạm ngưng phát sóng các chương trình bình thường và chỉ tập trung vào chương trình của quân đội. Các trường học sẽ đóng cửa trên toàn quốc từ thứ Sáu tới Chủ nhật. Bất chấp việc quân đội thắt chặt an ninh, ngày 24 tháng 5, khoảng 100 người đã tập trung tại trung tâm thương mại Ratchathon ở thủ đô Bangkok để phản đối cuộc đảo chính quân sự. Nhóm người biểu tình đã giải tán sau đó khi lực lượng quân đội xuất hiện và cảnh báo sẽ bắt giữ những người vi phạm thiết quân luật. Tuy nhiên, những người biểu tình khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để phản đối. Ngày 22 tháng 5, một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã liệt nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vào danh sách tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và áp đặt trừng phạt một tháng sau khi phong trào này thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại Nigeria. Quyết định này nhanh chóng đã được các quốc gia và người dân Nigeria hoan nghênh. Quyết định trên nhanh chóng được Mỹ và Anh hoan nghênh, đã có hiệu lực sau khi không vấp phải sự phản đối nào từ 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Boko Haram bao gồm lệnh cấm vận vũ khí và phong tỏa tài sản của nhóm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về tác động thực tế của nghị quyết đến hoạt động của phong trào Hồi giáo này. Trong khi đó, người dân Nigeria rất vui mừng trước quyết định quan trọng và kịp thời của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế đã có những động thái kịp thời để chống lại nhóm Boko Haram. Việc liệt nhóm phiến quân này có quan hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda là đúng. Thế giới đang nỗ lực chống lại Al-Qaeda, vì vậy chúng ta cũng sẽ làm thế đối với Boko Haram. Quyết định này vừa có tác động hai mặt. Mặt tích cực là chúng không thể hoạt động ở các quốc gia khác, nhưng nó lại ảnh hưởng đến người dân Nigeria. Chúng sẽ tiếp tục giết những người dân vô tội. Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm Boko Haram đã làm hàng nghìn người thiệt mạng tại Nigeria, trong đó có hơn 1.500 người bị giết hại và hàng chục nghìn người bị mất nhà kể từ đầu năm đến nay. Sau hơn 2 năm tranh cãi, cuối cùng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ra phán quyết nghiêng về phía Mỹ trong vụ tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới ô tô và các phụ tùng ô tô. Hôm qua, đại diện Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo chiến thắng này. Ngày 22 tháng 5, WTO đã ra thông báo chính thức Mỹ đã thắng Trung Quốc trong hai vụ kiện riêng rẽ mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đưa ra Hội đồng Trọng tài WTO từ năm 2012, cáo buộc Trung Quốc áp đặt các loại thuế không hợp lý đối với các xe nhập khẩu từ Mỹ và cáo buộc Bắc Kinh đã có các chính sách trợ cấp đối với các nhà máy chế tạo ô tô và linh phụ kiện, gây bất lợi cho ngành sản xuất ô tô của Mỹ.
Trong đơn kiện lên WTO, chúng tôi nêu rõ Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận thương mại quốc tế khi áp thuế chống bán phá giá và chống trợ giá đối với một số chủng loại ô tô nhập khẩu từ Mỹ. Và theo như bản thông báo của WTO đưa ra vào ngày hôm nay, thì những áp đặt của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của WTO. Đây là một chiến thắng rất quan trọng. Theo đó, mức thuế này có tổng giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ và tác động đến 92.000 xe, tức là hơn 80% số ô tô xuất khẩu hàng năm từ Mỹ sang Trung Quốc. Ngoài ra, phía Mỹ cũng khuyến mại các chương trình của Trung Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất xe hơi. Kể từ năm 2009 tới nay, Mỹ đã tăng gấp đôi các đơn kiện Trung Quốc lên WTO. Tờ Thời báo Los Angeles vừa đưa tin, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA mới đây đã thông qua việc sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo Advantem. Quyết định này, đây là chất tạo ngọt nhân tạo thứ 6 được FDA cho phép có mặt trên thị trường Mỹ. Theo các quan chức ngành y tế Mỹ, Advantem là loại bột trắng ngọt hơn đường 20.000 lần. Trước khi Advantem được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng, sản phẩm thay thế đường gần đây nhất đang được lưu hành là Aspartame. Tuy nhiên, chất tạo ngọt nhân tạo này có chứa phenylalanine, một hóa chất khiến những người mắc bệnh phenylketo niệu khó chuyển hóa. Với vị ngọt đậm đặc, Advantem cho phép mọi người tiêu thụ bình thường bởi chỉ một lượng rất nhỏ chất làm ngọt được sử dụng. Advantem hoàn toàn tan trong nước và các chất làm ngọt không bị chuyển hóa trong điều kiện nhiệt độ cao. Điều này cho phép nó trở thành một loại phụ gia thực phẩm đa năng được dùng để sản xuất bánh kẹo. Được biết, sản phẩm thay thế đường nhân tạo phát triển bởi công ty Ajinomoto của Nhật Bản sẽ không làm cho lượng đường trong máu tăng vọt sau khi sử dụng. Hiện FDA đã thiết lập lượng tiêu thụ hàng ngày đối với Advantem. Theo đó, mỗi kg trọng lượng cơ thể có thể sử dụng tối đa 32,8mg. Chất tạo ngọt nhân tạo mới nhất được thông qua sau khi 37 nghiên cứu được tiến hành đối với động vật và con người đều cho kết quả an toàn. Vào tối ngày hôm qua 23 tháng 5, thành phố cảng Sydney đã đắm chìm trong lễ hội ánh sáng ngập sắc màu Vibe Sydney. Ngoài các nghệ sĩ chiếu sáng đổ về đây thể hiện tài năng, sự kiện này còn là điểm đến của hàng trăm nghìn khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Trong năm nay, sự kiện thường niên này sẽ kéo dài 18 ngày với các màn trình chiếu ánh sáng vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Tại đây, khách tham quan sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng và những buổi hòa nhạc hoành tráng, chủ yếu diễn ra tại nhà hát Opera Sydney. Cảnh tượng rất tuyệt vời, tôi rất hào hứng và thích thú khi được tận mắt nhìn thấy những màn trình diễn vô cùng độc đáo tại đây. Buổi trình diễn rất ngoạn mục bởi những gì bạn nhìn thấy ở đây không dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Vibe Sydney là lễ hội ánh sáng lớn nhất ở Nam Bán Cầu và đã được tờ báo Anh The Guardian coi là một trong 10 lễ hội sáng tạo nhất. Ngoài các nghệ sĩ Australia, lễ hội ánh sáng năm nay còn có các nghệ sĩ chiếu sáng đến từ các nước như Đức, Pháp, Ba Lan, Scotland, Mỹ. Vào năm ngoái, lễ hội ánh sáng Sydney đã thu hút khoảng 8.000 khách tham quan. Ban tổ chức hy vọng con số trên sẽ tăng cao hơn trong năm nay. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay 24 tháng 5 của kênh VTC14. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.